Em xin kính chào quý chị khách hàng nhé. Thêm một cái vài video nữa về cái dự án biệt thự sân golf West Lake Tân Mỹ Đức Hòa Long An này. Thì hôm nay Hạnh Nguyễn lên đây quay để mà giải đáp một số thắc mắc cho quý chị khách hàng nhé. Có rất nhiều anh chị khách hàng thắc mắc về cái dự án này. Có rất là nhiều câu hỏi, thì hôm nay Hạnh Nguyễn sẽ trả lời từng câu hỏi cho quý chị khách hàng nhé. Thì đối với những khách hàng nào mà người nước ngoài hay rất hay hỏi cho bất động sản Hạnh Nguyễn là người nước ngoài có được sở hữu hay không, thì chắc chắn đối với quý chị khách hàng là người nước ngoài được sở hữu những cái dự án như thế này nhé. Đấy, và đặc biệt là sổ thì bao giờ có. Thì cái này theo Hạnh Nguyễn được thông tin, Hạnh Nguyễn nắm được thì cuối năm 2024 này sẽ bàn giao 250 cuốn sổ đầu tiên cho quý chị khách hàng mua đợt đầu anh chị nhé. Đấy, và sẽ ưu tiên cho quý chị khách hàng nào đã được thanh toán đủ 95% thì đợt cuối năm 2024 này sẽ bàn giao nhé. Thì ở đây sổ là khách hàng yên tâm là chủ đầu tư đã tách sổ con xong và đang bắt đầu hoàn công căn nhà anh chị nhé. Cho nên là sổ ở đây sẽ có rất là nhanh, cho nên là anh chị yên tâm về cái vấn đề sổ sách. Đấy, và tiếp theo là mua ở đây thì liệu ở có tốt không? Thì em Hạnh Nguyễn xin trả lời là khá là tốt anh chị nha, rất là tốt luôn là khác. Bởi vì ở đây cái không khí rất là trong lành, yên tĩnh, mát mẻ và gió thổi 24/24 này, chị nhìn thấy này. Trước nhà mình có những cái khuôn viên cây xanh khá là đẹp nhé. Đấy, khuôn viên cây xanh khá là đẹp và rộng rãi. Đấy, sẽ có các cô chú lao công, vệ sinh cũng như là cắt tỉa, rồi trồng cỏ, chăm sóc, tưới nước đầy đủ cho quý anh chị khách hàng nhé. Cho nên là anh chị khách hàng mình thấy này, cây xanh dập bóng, không khí rất là trong lành, yên tĩnh. Và ở đây thì mua thì nó sẽ có một cái thanh khoản rất là tốt, nhưng mà hiện tại thì bây giờ chưa có, nhưng mà tới đây nó sẽ có. Bởi vì theo thông tin Hạnh Nguyễn được nắm là 930 hecta đối diện của mình. Anh chị nhìn thẳng cái hướng này đi qua bên kia, bên qua bên đường DT822 đó là cái dự án 930 hecta của tập đoàn VinGroup sẽ triển khai ở cái xã Tân Mỹ Đức Hòa Long An này. Cho nên là sau này anh chị nào mua ở đây thì liên kỳ với và được sở hữu những cái tiện ích của VinGroup nó làm ra, thì giá trị những cái căn nhà đây nó lên khá là nhanh. Cho nên là anh chị nào nếu mà mua ở đây thì cực kỳ tuyệt vời, bởi vì giá ở đây nó rất là thấp anh chị nhé, nó không có cao đâu. Đối với anh chị nào nếu mà thích mua cái sản phẩm từ chủ đầu tư thì sản phẩm từ chủ đầu tư giá là có 3,2 tỷ một căn thôi, nếu mà trừ hết chiết khấu rồi. Giá chủ đầu tư là 3,6 tỷ, nhưng mà nếu mà anh chị khách hàng mà thanh toán một lần và trừ hết chiết khấu thì đâu đó còn 3,1 tỷ, 3,2 tỷ căn à. Giá rất là rẻ. Với diện tích là 6 x 14 biệt thự mini anh chị nhé. Còn nếu mà anh chị nào muốn mua biệt thự song lập với diện tích lớn hơn 10 x 20 á, thì nó sẽ là giá 6,2 tỷ một căn anh chị nhé. Giá trực tiếp là 6,6 tỷ, nhưng mà trừ hết các chiết khấu đi là còn 6,2 tỷ. Đấy, cho nên là anh chị nào mà mua thì mình có thể là cân nhắc nhé. Và nếu anh chị nào nếu mà có tài chính sẵn rồi, không cần trả góp đầu tư, không cần trả góp từ chủ đầu tư, và đã từng mua những cái sản phẩm chuyển nhượng ấy, thì mình có thể là mua trực tiếp được những cái sản phẩm chuyển nhượng thì giá nó rẻ lắm anh chị nhé. Giá nó